Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ thưa quý vị, dạ trên đường đi phát quà cho những vị tu sĩ trên núi thì bất ngờ gặp được một cái cô bán ba cái con chim cò để người ta về làm thịt ăn, và thành hậu sẽ mua để phóng sanh, rồi mua chuyến này lên núi phóng sanh để cho nó được giải thoát luôn ha. Rồi đây người ta đang mua, mua quá mua rồi. Còn hết 301 không được nhiều 190 không tôi là mừng. Ô còn có mấy con à? Còn ở dưới này có 10 con hả? Dạ anh mua thả hả vậy? Dạ mua thả. Tôi bán 450 anh thả tôi lấy 400 nè, tôi bán canh này 450 nè. Là 10 con đó ha. Dạ bà nhiêu? Đưa con 40. 450 mà tôi lấy 400 mà. Bây giờ vậy? Đúng rồi, xô ăn phê. Dạ dạ bây giờ rồi cái này sao rồi con đem đi, cô ở đâu, nhà cô ở đâu? Ở trong máy trong này cà cậu để cho trong cái bọc. Để 5 ngàn được không? Cũng được, có 5 ngàn đưa đây. Dạ đây 30 ngàn con kia chứ không phải con này. Con này chết rồi. Con nào chết bỏ không có con này nó ngon. Con này 130 con mà bán thả tôi lấy 101. Dạ. Tại vì kìa cô làm phước tôi được chút tôi bay theo, cô bay trước tôi nắm tôi. Dạ dạ. Tôi bán con này là tôi có giờ con này nó giống này hả? Ờ đúng. Là con nào sống đi, con nào chết cô ở lại đi. Cái này cô có được tôi gửi gì đây phải sao bộ con gặp mày luôn á, rồi chiều nay con về con trả cô cũng nhà con mà. Nay trả ngay cái quán cà phê ngay cái quán chuối đó đó. Dục ngay quán chuối đó phải không? Quán chuối đó đó hả? Mất. Ngay chân để ngay quán đó ha. Lượm đi không mất đâu. Con thì đâu lấy đâu mất. Dạ, hôm nay thì mình bất ngờ đi bao nhiêu con rồi? Này bên đây mười con. Đâu không cầm được cái này đặt được cái gì? Con này yếu quá rồi nè. Nó không có yếu tại vì nó nằm con đó nó không chịu chết cầm nằm quan á ba cái chết thành con rồi tàn hơn cái dao đây con cắt cho bỏ rồi để nó vô đi con nó mất con nào chết để ra thì chết nè rồi 14 con cầm nằm quan con để vô giùm đi để con không có con không biết làm cái nó bay xe không có bay ra cái xe chết rồi này chết rồi không chết rồi chúng này sẽ lên núi nha. Lên núi tôi thì đầu thai là chị ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính trình chư vị chân thần, chư vị năm non bảy núi. Và hôm nay là ngày 24 tháng 10 niên Tân Sửu. Và thành hậu thuận theo nhân duyên, hôm nay lên đây phát quà, nhưng mà nhân sự tùng sự gặp được tất cả những cái loại con này tộc họ với loại chim, tức là không biết con chim gì lạ lạ đây. Dạ thì một chị gọi là em Trang để gửi 5 triệu để phóng sanh những cái loại chim này. Nhưng mà thì cũng không có nhiều, mình chỉ có đi chợ. Đi chợ thì gặp bất ngờ thì mình mua thôi, có bao nhiêu thì mình mua bao nhiêu. Thì vừa qua đó là mình mua 1 triệu những cái loại chim này để mình đem lên núi để phóng sanh. Thì đầu tiên là chúng ta nên cầu nguyện cho những cái loại chim này được sau khi mãn bỏ xác thân, những cái loại chim thì kiếp sau đầu thai làm người được quy y Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cửu Thần, Chư Vị Chân Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Và hôm nay con làm lễ quy y cho tất cả những loại chim được sau khi bỏ xác thân này đầu thai làm người quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, để khỏi đọa vào ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và hôm nay chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam cùng năm châu thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp, dịch bệnh mau tiêu trừ và tai qua nạn khỏi. Và hôm nay con nguyện đem công đức phóng sanh này để hồi hướng cho về bữa quyến gia đình của em Trang. Phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, và cầu nguyện cho gia đình được âm siêu dương thới. Và luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe, làm ăn được tấn tài tấn lợi và tinh tấn tu hành cho đến ngày tròn thành hạnh nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thì thưa toàn thể quý vị, người xưa cho biết là tánh linh người vật dẫn đồng, tuy không biết nói nhưng lòng biết nghe, hay hoặc là Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy. Siêu thân nhẹ tách đàn mây, trầm luân quan nghiệt càng gây thêm hoài. Và đây thì và tất cả những cái loại chim này là 1 triệu đó quý vị, mà vừa qua thành hậu đã có nói. Và rồi vậy là hôm nay mình sổ lòng cho tất cả những loại chim này nha. Rồi đi nữa nha. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Hết biết đường đi rồi. Dạ đây. Bay được không đây không biết. Ui. Bay quý vị ơi, đó. Rồi ở đây sống tu với tu sĩ Hòa nghe. Nên bay được không? Bay thôi đây cho nó tự tử đi đi. Tự tử đi ra bỏ gì. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Đó, Nè, con đi qua đây nè, đi xuống đất nè. À, cầm. Nó mổ không? Không. Môi đập Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Còn mạnh lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mới cho uống nước nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tô. Quá là vui nghe, gắng kiếp sau đầu thai làm người nha. Quy y Tam Bảo nha, đầu thai làm người để tu hành nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầm đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đi đi, Nam mô A Di Đà Phật. Trong kia lọt dưới hay sao? Xuống đây coi, này vô bụi cỏ đây. Núp đi, núp bụi cỏ đây. Rồi núp bụi cỏ nha, đây núp bụi cỏ đây. Ừ chạy đi, đó chạy rồi quý vị ơi. Rồi quá chạy quá vui luôn, quá vui quá vui. Đây. Rồi ở đây tu với sư Hoàng nha.
Rồi ở đây tư với sư Hòa, ngày nào cũng kêu sư Hòa cúng rồi nha. Đây sư Hòa quên. Dạ con này nó bị gì rồi? Ở đây ngồi con này. Nó bị kiến cắn. Đem nó ra đừng cho kiến cắn. Đó. Còn mạnh nha. Rồi. Nè. Để tôi cầm cái chụp hình. Để em tay nha. Dạ thưa toàn thể quý vị, con vật thì tánh linh người vật vẫn đồng, tuy không biết nói nhưng mà biết nghe. Tất cả những cái loại con vật thì nó cũng có gia đình, và nó cũng có biết đoàn kết, biết thương yêu, biết chở che, biết giúp đỡ. Đó, thì hôm nay toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân, kể như là em Trang đã gửi tiền cho Thành Hậu và có một số nữa. Thì gửi tiền nhưng mà lý do là tại cái những chỉ thị 16 là nó không có đi tập trung đông người được, cho nên Thành Hậu chưa có tổ chức để phóng sanh. Đây là những cái những vị mà yêu cầu rất đặc biệt, cho nên Thành Hậu mới hỗ trợ. Thì trong nay mai nếu mà thời gian có được, là quan trọng nhất là vấn đề dịch bệnh Covid được dễ dàng hơn, thì chúng tôi cũng có thể là cùng với Tướng Dũng hoặc là Châu Phú thì sẽ hỗ trợ để cho cô bác và con phóng sanh để giao duyên cùng Tam Bảo. Theo đúng ra cái ngày rằm này mình phóng sanh quý vị, nhưng mà tại vì lý do là chưa có được đâu, chưa được đông người, chưa có gom đông người lại được. Dạ, cho nên là không có đi được. Thì một ngày nào gần đây Thành Hậu sẽ cùng với cô bác bà con để phát, để phóng sanh ha. Rồi vậy thì thôi, trước khi dứt lời cũng xin cầu chúc cho toàn thể cô bác chúng ta luôn luôn được bình an sức khỏe, và gia đình luôn luôn tinh tấn niệm Phật, và cầu chúc chung cho đất nước Việt Nam cùng năm châu thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp, dịch bệnh lo tiêu trừ và tai qua nạn khỏi. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.